đến với những cái cảm nhận cá nhân của mình sau khi đọc sách đi ha. Thì các bạn trẻ, mình không đánh đồng tất cả nha. Nhiều người họ sẽ có suy nghĩ ỷ lại vào chính cái sức trẻ mà mình đang có để thức khuya, để không tập thể dục, đọc sách đi, nó sẽ khiến cho bạn bớt cái phần chủ quan đó. Ok, chào mọi người. Mình là Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Lại có một dịp nữa để mà chúng ta cùng nhau ngồi xuống trò chuyện với nhau ha. Mình cũng xin lỗi trước vì dạo gần đây á không có ra video thường xuyên. Do là trước đó mình có một cái cuộc thi quan trọng, mình phải dồn hết sức mình để mà ôn bài. Mà sau khi cuộc thi đó kết thúc thì mình tranh thủ gặp mọi người liền nè. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một quyển sách mà mình vừa mới đọc xong. Nói vừa mới đọc xong thì nó cũng không đúng, mình cũng đọc xong khá là lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì mới có dịp đem lên đây chia sẻ. Đó là quyển sách mang tên là Trí Óc Minh Mẫn của tác giả Sanjay Gupta. Mình thì mình đặc biệt thích về những quyển sách nói về tâm lý nè, sức khỏe nói chung nè. Cảm nhận đầu tiên của mình về quyển sách đó là nó đánh đúng vào cái sở thích đó của mình. Bên cạnh đó thì cái cách mà bìa sách được thiết kế là một cái mô hình não. Bên trong cái mô hình này nó sẽ là có những cái động tác thể dục thể thao mà mình lại luôn đề cao tới việc tập thể dục nữa, nên là đã ấn tượng tốt rồi, lại còn ấn tượng tốt nữa. Mà cái hình nó là có mục đích hết á, để phần sau mình sẽ nói kỹ hơn cho mọi người nghe ha. Không biết mọi người có để ý không, cái này là thú thật nha, mình vừa hy vọng là cả nhà không chú ý nhưng mà lại vừa muốn chia sẻ cái vấn đề này. Đó là nếu mà mọi người chú ý kỹ á, mọi người sẽ thấy ở góc dưới của cái bìa sách này nó đã bị chóc ra rồi. Nào. Thì đây là do một lần mình bỏ sách vào cặp, mà hôm đó gặp trời mưa nữa nên nó đã ảnh hưởng trực tiếp tới cái bìa sách luôn. Lúc đó là chỉ mới vừa mở quyển sách ra đọc những trang đầu thôi, là mùi hương của sách vẫn còn thoang thoảng mà bị trúng cái lỗi này nữa. Là lúc đó mình thật sự là mình buồn, mình tiếc, đứt ruột, đứt gan luôn. Ngồi buồn mấy tiếng đồng hồ mọi người tin không? Nên á, là mình luôn đánh giá cao những cái quyển sách mà ngoài cái bìa căn bản ra, đi kèm với nó sẽ có thêm một cái lớp bìa được thiết kế mà thống nhất với cái cách trang trí của cái quyển sách đó. Phải nói là mơ chữ ê kéo dài luôn. Mặc dù á, giá thành nó sẽ hơi cao một tí, nhưng mà nó xứng đáng cho việc bảo vệ quyển sách luôn mới. Qua cái vụ dính mưa là hôm sau mình ngay lập tức phóng xe chạy đi kiếm những cái thứ mà xem như là vừa bảo vệ được quyển sách mà vừa tăng hứng thú trong việc mình đọc sách nữa. Không biết mọi người có hứng thú với cái chủ đề đó không ha? Nếu có thì hãy comment lại. Mình sẽ kiếm một dịp nào đó flash thật tinh tới những cái thứ đi kèm với việc đọc sách cho mọi người xem luôn ha. Quay trở lại chủ đề chính, thì tác giả của quyển sách Sanjay Gupta, ông vừa là một nhà phẫu thuật thần kinh, vừa là một phóng viên y tế và cũng là một nhà văn. Quyển sách sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên sẽ trả lời những cái câu hỏi như là bộ não là gì, trí nhớ hoạt động như thế nào, và sự khác biệt giữa lão hóa não bình thường và lão hóa não bất bình thường, và những lầm tưởng của nhiều người về quá trình lão hóa và suy giảm nhận thức. Phần 2 sẽ nói về 5 mục chính để mà bảo vệ và nâng cao chức năng não. Cái thứ nhất đó là tập thể dục. Cái thứ hai là ý thức về việc học tập và khám phá. Cái thứ ba, ngủ và thư giãn. Điều thứ tư đó là dinh dưỡng. Và thứ năm, cái kết nối xã hội. Phần 3 sẽ xem xét về những thách thức trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan về não, cũng như là bệnh nhân sẽ làm gì nếu mà nhận thấy những cái dấu hiệu phát bệnh đầu tiên. Tại sao chưa có phương pháp chữa trị cũng như là thuốc đặc trị cho những bệnh liên quan tới thoái hóa thần kinh? Và một câu hỏi có phần nhức nhối trong mình nữa
đó là làm thế nào để mà người vợ, người chồng, người trực tiếp chăm sóc một nửa còn lại của mình đang bị sa sút trí tuệ á, luôn trong trạng thái là khỏe mạnh, minh mẫn. Tại vì mình cũng đọc được trong sách đó, đó là những cái stress nè, những cái bất lực do những cái người chăm sóc họ thường không có được đào tạo bài bản về cách ứng phó cũng như là hỗ trợ những người bị bệnh sa sút trí tuệ. Đó thường là cái nguyên nhân chính khiến cho những người chăm sóc có nguy cơ rất là lớn mắc bệnh tương tự. Cuối cùng sẽ là góc nhìn lạc quan của tác giả về viễn cảnh trong tương lai. Đến với những cái cảm nhận cá nhân của mình sau khi đọc sách đi ha. Thì các bạn trẻ, mình không đánh đồng tất cả nha. Nhiều người họ sẽ có suy nghĩ ỷ lại vào chính cái sức trẻ mà mình đang có để thức khuya, để không tập thể dục, đọc sách đi, nó sẽ khiến cho bạn bớt cái phần chủ quan đó. Sách thì làm rõ cho mình hai thông điệp chính, đó là đừng chủ quan và cố gắng tập thể dục thể thao thường xuyên. Phần đầu sẽ có bộ câu hỏi gồm 24 câu, đi từ những cái câu hỏi rất là dễ trả lời như: bạn có phải là phụ nữ không? Bạn có dành hầu hết thời gian trong ngày chỉ để ngồi không? Cho đến những cái câu mang nặng đặc tính sinh học như là: trong người bạn đang có cái gen Alzheimer ABOE3 hoặc là ABOE4 từ gia đình không? Bạn có bị tiền sử trầm cảm trước đó không? Nếu mà trả lời có cho cái bộ câu hỏi này trên 5 câu á, thì sớm thôi, não của bạn có thể bị thoái hóa và cũng có thể sớm thôi, bạn sẽ thu lợi được từ chính quyển sách này. Nói như thể mình đang bán sách vậy đó. Bây giờ chúng ta có thể biết được rằng bệnh Alzheimer bắt đầu từ 20 đến 30 năm trước khi có bất kỳ triệu chứng nào. Tức là phát hiện triệu chứng, khi mà phát hiện triệu chứng rồi là có thể 20 đến 30 năm trước là người đó đã mắc bệnh Alzheimer rồi. Nên là các bạn trẻ cần chú ý những cái bài học trong cuốn sách này. Cả nhà mình có nghe qua cái ý tưởng là chúng ta chỉ đang sử dụng 10% bộ não của mình không? Mình cũng đã nghe qua cái câu đó ở một cái chương trình nào đó, hoặc là một cái bộ review phim nào đó. Nhưng mà đây thật sự là một lầm tưởng, chính tác giả của quyển sách đã nói điều đó. Trong sách thì cũng có đề cập tới cái sự lầm tưởng này. Trả lời theo thuyết tiến hóa đi, thì cơ thể của chúng ta rất là rạch ròi, nó sẽ sẵn sàng loại bỏ đi những cái bộ phận nào không giúp ích được gì cho cơ thể hết á. Cũng như 10% đó là những cái tòa nhà cao tầng, những cái tòa nhà chọc trời dễ thấy thôi. Còn 90% còn lại nó sẽ là những cái con đường nối liền các căn nhà lại với nhau. Và nếu mà không có những cái con đường đó thì làm sao mà đi qua được cái tòa nhà chứ, phải không? Nếu mà muốn hiểu kỹ hơn á thì chắc là các bạn nên tìm sách mà đọc đi ha. Tại vì nhiều khi mình nói nó sẽ không có hay bằng các bạn tự tìm sách và tự đọc để mà nghiệm ra đâu. Còn cả về cái câu hỏi là bạn thiên về não trái hay là não phải nữa, nên là tìm sách đọc đi nha. Không có chia sẻ nhiều quá mất công thành spoiler chứ không phải là review nữa. Mọi người có biết vì sao mà trong cái hình mô hình não, cái bìa này á, nó lại trong đó nó không phải là hình những cái bữa ăn hoặc là những cái cuốn sổ học tập, sự tập trung, mà phần nhiều nó sẽ là những cái động tác thể dục thể thao không? Vì theo tác giả là tập thể dục là điều duy nhất và quan trọng nhất để một người có thể tăng cường chức năng não bộ cũng như là khả năng chống chọi với bệnh tật. Đồng thời, tập thể dục là hoạt động mang tính hành vi duy nhất được các nhà khoa học chứng minh là có tác động sinh học mang tính có lợi cho não bộ. Một cuộc nghiên cứu diễn ra vào năm 2015 trên tạp chí là JAMA Internal Medicine đã thu thập dữ liệu của hơn nửa triệu người trưởng thành cho kết quả là những người họ không bao giờ vận động có nguy cơ tử vong sớm rất là cao. Tiếp đến là những người có tập thể dục nha, nhưng họ không tập thể dục đủ cái thời gian tối thiểu là 150 phút mỗi tuần á. Phần sau mình sẽ nói kỹ hơn về con số này ha. Thì những người có tập thể dục nhưng mà tập không đủ thời gian tối thiểu đó sẽ giảm được 20%
nguy cơ tử vong sớm. Những người có tập thể dục và đáp ứng đủ được cái thời gian mà tối thiểu á, thì sẽ giảm được nguy cơ là 31% so với những người không bao giờ tập thể dục về nguy cơ tử vong sớm, đồng nghĩa với việc là họ sẽ sống lâu hơn. Cuộc nghiên cứu này diễn ra trong xuyên suốt 14 năm. Thì con số 150 phút này nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà chia ra thì mỗi ngày bạn tập, cho là làm tròn luôn đi, thì mỗi ngày bạn tập 30 phút là được. Mà một tin vui nữa đó là 30 phút đó bạn không có cần phải ra phòng tập. Bạn tập thật là miệt mài, mồ hôi một cơi đổ nhễ nhãi thì mới được tính là tập 30 phút một ngày đó. Có nghĩa là bạn có thể tản bộ nè, đi bộ nhẹ nè, chạy bộ nè, và bạn có thể làm bất cứ hoạt động thể chất nào miễn không nằm y nằm dài một chỗ thì đã được tính trong cái con số 150 phút rồi. Nhưng mà lưu ý, 150 phút ở đây chỉ là con số tối thiểu thôi nha. Con số tiêu chuẩn mà tác giả đưa ra là 64 phút một ngày. Theo tác giả, đây là con số mà tiêu chuẩn để mà có một cái cuộc sống lâu dài và minh mẫn. Mình á, là mình thường tranh thủ như vậy nè. Nếu mà ngày nào mình siêng á, mình sẽ chọn những cái bài tập mà 50 phút tập liên tục. Thì nếu mà 50 phút thì mình sẽ còn lại 14 phút đúng không? 14 phút đó thì mình sẽ trừ hao đi cho những cái hoạt động thể chất trong ngày. Còn nếu mà ngày nào mình lười hơn đi, thì mình chọn những cái bài tập có 20 phút. 20 phút, 64 phút thì mình còn 44 phút đúng không? 44 phút đó thì mình cũng dành cho những cái hoạt động hàng ngày mình trừ ra. Và mình thường tranh thủ là sau mỗi bữa ăn á, thì mình sẽ chọn cách là đứng dậy thay vì lập tức kiếm một cái ghế nào đó mà ngồi. Thì việc đứng như vậy á, là vừa được tính trong cái con số là 64 phút một ngày, mà vừa kiểu mà đứng lên cho đồ ăn nó dễ tiêu nữa. Một công hai chuyện. Như mình nói chương 2 thì việc tập thể dục nó rất là quan trọng. Nhưng cũng cần thêm những cái trụ cột khác để cùng nhau nâng đỡ cái mặt bằng trí não. Nói thêm về trụ cột là dinh dưỡng đi. Thì có một cái lầm tưởng rằng ta có thể thoải mái cung cấp những cái chế phẩm bổ sung như là vitamin, rồi dầu cá, vitamin D để mà bổ sung chất cho việc mình ăn thiếu chất. Nhưng mà thật sự thì á, những cái thuốc bổ nó không đời nào bằng được với thực phẩm thật cả mọi người. Trong trường hợp á, mà bạn muốn sử dụng thực phẩm chức năng nè để mà nâng cao sức khỏe và hỗ trợ điều trị một cái căn bệnh nào đó, thì những cái chuyên gia, những cái vị bác sĩ tìm đến họ để mà tìm lời khuyên, để mà họ có thể lựa chọn những cái thuốc mà phù hợp với tình trạng lúc đó của bạn nhất. Đừng có mua bậy. Tại vì tính ra nước mình á, là cũng dễ dàng mua được những cái loại thuốc bổ. Bạn chỉ cần ra nhà thuốc nói hai ba nói là có thể mua được rồi. Thậm chí là bạn có thể đặt hàng online và có thể giao tới trong ngày cho bạn luôn. Ở một dinh dưỡng á, có một điều khiến mình đau đớn. Mình ấn tượng là mình đã đọc qua rồi, nhưng mà mình không có chắc chắn. Vì ký ức của chúng ta á, nó không phải là một cái bản ghi chép lịch sử chính xác và khách quan. Đó là sinh tố nó không tốt bằng trái cây thật. Vì sinh tố trước khi được cơ thể kịp hấp thụ thì nó đã bị tiêu hóa hết trơn rồi. Không biết là mình nhớ cái điều đó nó có đúng không, thì mình nhờ các bạn kiểm chứng lại cái thông tin đó giúp mình ha. Và nếu các bạn đã tìm được thông tin chính xác rồi thì cũng hãy giúp mình comment cái số trang chính xác luôn nha. Mình cảm ơn. Có cụm từ mà mình bắt gặp nhiều lần trong cuốn sách này, đó là có nhiều dữ kiện, nhiều cụm nghiên cứu mà tác giả không biết chính xác nguyên nhân, hoặc là mối quan hệ tương quan giữa các yếu tố, cần thêm những cái cụm nghiên cứu tương tự khác. Thì có thể là chúng ta chỉ vừa mới bước vào giai đoạn đầu của cuộc chiến chống chọi và tìm cách điều trị với căn bệnh Alzheimer thôi. Xuyên suốt quyển sách thì luôn nêu lên một cái tiêu chí đó, đó là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Có một điểm ở quyển sách này mà mình rất là thích. Hầu như là mình đánh giá cao nhất từ trước đến giờ những quyển sách mình đọc luôn. Đó là phần mục lục. Phần mục lục trình bày rất là dễ để người xem tìm kiếm thông tin. Ví dụ về một cái cụm từ chuyên ngành đi, thì theo sau cái cụm từ đó sẽ là tổng hợp tất cả những cái trang là sẽ viết về cái cụm từ đó. Nên nếu mà người xem tò mò thắc mắc về cụm từ đó thì họ có thể dựa vào cái mục lục để có thể tìm ra hết cái thông tin trong quyển sách. Mình rất là đánh giá cao cái điều này. Và ok, đó là toàn bộ tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết chiếc video lần này ha.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì cũng đừng có ngần ngại, hãy comment phía bên dưới cho mình biết ha. Cảm ơn vì đã để mình tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.